các bác. Nay bên cửa hàng nhà em ship giao gửi bưu điện cho một bác khách ở Đồng Nai 2 cặp loa bát 30, hàng chính hãng của BM. Với cái dòng loa bát 30 của BM này, nó có cái mã sản phẩm model của nó là 12AZ-2 các bác nhé. Hàng này các bác có thể thấy đây là hàng nguyên đai, nguyên vỏ hộp của công ty BM. Công ty BM rất là một hãng loa nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Đây là hàng em vừa đập hộp các bác nhé, xé nguyên hộp ra. Thế bên trong thì là những vỏ hộp này. Vỏ của nó sẽ có cái mã 12AZ-2 này. Với bác nào mà dùng dòng loa cây hoặc là loa lằm bát 30, các bác sử dụng đôi bát này để lên thùng cho ra chất âm cực hay các bác nhé, nghe nhạc hát karaoke được. Cái dòng này của nó là dòng sự bát xương sắt các bác nhé, 300W trở kháng 8 ôm trên một cái loa. Con này côn 65, chính hãng công ty luôn, số sơ đi thế màng này, gân vải màng đen và nón đen. Với một đôi bát như này em đang bán là 950.000 một đôi. Bác khách này bác đặt liền một lúc nhà em 2 đôi các bác nhé. Bác nào mua hàng thì điện về trực tiếp bên cửa hàng nhà em sẽ ship toàn quốc, ship giao toàn quốc cho các bác. Bác nào ở xa em ship bưu điện, ở gần thì em có thể gửi xe. Thì sau đây em sẽ mở lại nhạc cho các bác nghe chất âm. Điện trực tiếp về cho em bên cửa hàng nhà em các bác nhá. Tiếng sáng con này từ 156 côn 65 các bác nhá. Đang test sống ở ngoài các bác nhá, về các bác phải vào thùng nữa. $950.000 một đôi, bác nào mua điện trực tiếp cho em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau các bác nhá. Video mà hay các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhà em các bác nhá.